là Ngọc Điệp, top 13 Miss Talent Miss World Việt Nam. Sau cuộc thi, tôi bận rộn nhiều hơn với những dự án riêng của mình. Và mọi người thường thấy tôi với những bộ outfit lộng lẫy, tham dự các sự kiện và thường xuyên bận rộn. Nhưng mà với tôi, một ngày đâu chỉ có công việc, tôi còn làm được rất nhiều điều mình yêu thích nữa đó. Mỗi ngày với một bó hoa mới là sở thích của Điệp, mỗi loài hoa mang một ý nghĩa riêng. Và thực sự không quá khó để tìm ra ý nghĩa của mỗi bông hoa một cách nhanh chóng từ người bạn đồng hành Oppo i9 2020. Việc là một mẫu ảnh, Điệp luôn phải nỗ lực hết mình, đôi khi là phải tự chuẩn bị mọi thứ. Và một bộ ảnh được mọi người ủng hộ chính là niềm vui và động lực cho bản thân Điệp. Điệp kết thúc bằng một cuộc gặp gỡ vui vẻ với bạn bè. Đây là lúc chúng ta có thể thoải mái trò chuyện, làm những điều điên rồ cùng nhau, và hơn hết là được là chính mình nhất.